Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì Hương Quỳnh đang có mặt tại Viện Thẩm mỹ Công nghệ cao Hiền Anh Clinic. Và khi bước chân vào không gian này thì thực sự cảm thấy một điều gì đó vô cùng thoải mái, dễ chịu. Cách bài trí không quá cầu kỳ, tuy đơn giản nhưng lại sang trọng và tiện nghi như một phòng khám thẩm mỹ đẳng cấp tại Hàn Quốc. Tại Hiền Anh Clinic, các bạn có thể thỏa sức làm đẹp với nhiều dịch vụ làm đẹp công nghệ cao, máy móc hay là những phác đồ điều trị từ các quốc gia có nền thẩm mỹ hiện đại bậc nhất như Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ, Đức và Mỹ. Là một MC thì Hương Quỳnh cũng thường xuyên phải đến Hiền Anh Clinic để chăm sóc da cũng như là trẻ hóa làn da của mình, giúp cho mình luôn có một làn da căng bóng, tự tin khi lên hình, dù là bản tin ngắn hay là những chương trình dài sóng đi chăng nữa. Còn bây giờ thì Hương Quỳnh sẽ trở về với công việc quen thuộc, đó là một MC. Chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc trò chuyện cùng với một bác sĩ thẩm mỹ đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề. Và với cuộc trò chuyện này thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn sẽ có kinh nghiệm thêm cho bản thân trong công việc làm đẹp. Vâng, xin chào bác sĩ Thành Hải, rất vui khi mà được trò chuyện cùng bác sĩ trong ngày hôm nay và cũng cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi của chương trình Đẳng cấp vẻ đẹp. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì Hương Quỳnh cũng đã xem hình ảnh của một cô gái vừa mới được bác sĩ phẫu thuật xong để có một chiếc mũi đẹp hơn, và thực sự là rất ngạc nhiên khi mà chiếc mũi đó đẹp ngay từ khi mà ở trên bàn mổ. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh này với Hương Quỳnh nhé. Ở đây, một ca phẫu thuật mũi tẹt to thô, và đây cũng là hình ảnh mà ngay sau khi mổ Hương Quỳnh thấy là chiếc mũ của bạn ấy đẹp ngay lập tức với một chiếc mũ cao thanh tú. Vâng, chắc là các bạn cũng cảm thấy rất là bất ngờ đúng không ạ? Và thưa bác sĩ, Hương Quỳnh thì rất là tò mò, không biết là bác sĩ đã sử dụng công nghệ gì để giúp cho chiếc mũi của bạn gái vừa rồi trở nên cao hơn và trông cũng rất là phù hợp với gương mặt nữa. Như các bạn đã thấy ở trên cái hình ảnh của khách hàng ngay sau mổ thì gần như là không thấy sưng mấy mà dáng mũi đã lên. Thì để được đạt được cái kết quả như thế thì nó gồm có rất nhiều cái công đoạn. Thứ nhất là trong phẫu thuật thì đầu tiên là các bạn phải gây tê phải tốt. Bởi vì khi mà gây tê là nó đã vừa giảm đau, nó lại có vừa một yếu tố thuốc co mạch đấy để cho giúp cho nó không chảy máu trong cái quá trình phẫu thuật. Sau đó thì là bệnh nhân gần như là không sưng tím gì cả. Thứ hai đó là lựa chọn phương pháp mổ. Thì hiện tại thì tôi thường là lựa chọn phương pháp mổ gọi là bán cấu trúc. Bán cấu trúc tức là dùng một chất liệu xương nhân tạo để dựng trụ mũi kết hợp với cả sửa cái cấu trúc sụn mà không được đẹp, sắp xếp lại cái cấu trúc sụn cánh mũi và các cái cấu trúc trong sụn mũi và kết hợp với đặt chất liệu nhân tạo để tạo nên một cái mũi hoàn toàn là thanh thoát tự nhiên. Để thực hiện một ca phẫu thuật nâng mũi thì chúng ta sẽ có những cái bước ra sao? Đầu tiên thì là khách hàng là nên đến gặp bác sĩ khám và tư vấn. Thì bác sĩ sẽ dựa trên cái khuôn mặt thực tế của bạn và cái hiện trạng của cái mũi hiện thời thì bác sĩ sẽ lên một cái phương án phẫu thuật tốt nhất và sẽ tư vấn cho bạn là nên sử dụng dáng mũi như thế nào để cho nó phù hợp với toàn thể khuôn mặt. Thứ hai là gì? Dựa trên thực tế thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn là nên chọn phương pháp nào là phù hợp. Nên phẫu thuật mũi bình thường, phẫu thuật hay là sử dụng phẫu thuật mũi bán cấu trúc. Đấy, thì tùy theo cái khuyết điểm của cái mũi thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn lựa chọn phương pháp tốt nhất. Phẫu thuật mũi nó chỉ là một phẫu thuật tiểu phẫu thôi và có thể làm gây tê ngay tại phòng mạch. Thì bác sĩ sẽ hỏi xem là gì, sức khỏe của bạn như thế nào, có bệnh lý tim mạch hay không, có bệnh lý huyết áp hay không, có bệnh lý tiểu đường hay không. Và đó là những cái bệnh lý là chống chỉ định trong cái phẫu thuật mũi. Sau khi mà bác sĩ đã đánh giá toàn bộ cái vấn đề sức khỏe của bạn, các cái xét nghiệm có thể phẫu thuật được, thì cuộc mổ sẽ được tiến hành. Và phẫu thuật thì nó chỉ diễn ra trong khoảng từ 60 phút cho đến 90 phút. Và trong quá trình phẫu thuật thì bác sĩ sẽ gây tê vùng cho bạn và bạn hoàn toàn không có đau đớn gì trong cái quá trình phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong thì bạn sẽ được chiếu đèn này và sẽ được tiêm thuốc để làm giảm sưng và chườm đá. Còn khi về nhà thì các bạn cũng sẽ tuân thủ theo cái cách thức của bác sĩ, sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh vết mổ như thế nào và làm sạch vết mổ ra sao, sát trùng vết mổ và uống thuốc đầy đủ. Thì sau khoảng 7 ngày là cắt chỉ thì bạn đã có một cái mũi hoàn hảo. Xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Xin chào quý vị khán giả.